Trường Quốc học Huế, nơi in dấu chân người. Trường Quốc học Huế, nay là trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế, là một trong những ngôi trường nằm trong hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình người trong thời gian ở Thừa Thiên Huế. Trường Quốc học được thành lập theo dụ ngày 23 tháng 10 năm 1896 và nghị định ngày 18 tháng 11 năm 1896 của Phủ Toàn quyền Đông Dương. Tháng 5 năm 1906, ông Nguyễn Sinh Sắc vào Kinh Đô Huế nhậm chức Thừa Biện Bộ Lễ, Nguyễn Tất Thành cùng anh trai là Nguyễn Tất Đạt theo cha vào Huế sinh sống và học tập. Được cha đưa vào học trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba, Nguyễn Tất Thành đã sớm bộc lộ trí thông minh, ham học hỏi. Là học sinh xuất sắc của trường, kỳ thi năm 1908, Thành là một trong 10 học sinh giỏi nhất trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba thi vượt cấp vào học lớp đệ nhị niên trung học của trường Quốc học niên khóa 1908-1909. Vào học ở trường Quốc học, Nguyễn Tất Thành có điều kiện tiếp thu nền văn minh phương Tây sâu sắc hơn và cũng hiểu rõ hơn bản chất khai hóa mị dân của khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái mà thực dân Pháp đang rao giảng lúc bấy giờ. Ngôi trường này là nơi chứng kiến những tháng năm miệt mài học tập và hoạt động sôi nổi của người trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20. Anh học sinh Nguyễn Tất Thành đã tham gia làm liên lạc cho các tổ chức yêu nước và vận động bạn cùng lớp ủng hộ các phong trào yêu nước. Đây là những hoạt động đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp cách mạng của người về sau. Năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã cùng với trường Quốc học xây dựng tượng đài Nguyễn Tất Thành ở ngay vị trí trung tâm của trường để tưởng nhớ đến người học trò xuất sắc. Trong năm này, trường cũng đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng đây là di tích cấp quốc gia đặc biệt trong hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, trường Quốc học vẫn luôn là nơi hun đúc, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Tự hào là ngôi trường đã góp phần bồi đắp nên một nhân cách lớn, một bản lĩnh lớn, một lãnh tụ thiên tài cho dân tộc. Hồ Chí Minh.